Chương 274 Thủ trì hữu đạo. Các người có nghe nói qua một loại dược thảo gọi là hồng đính thảo chưa? Loại thảo dược này kết hợp với xả hương quả có thể chế thành một loại độc dược vô sắc vô vị. Sau khi ăn phải, thiên mạch dần bị tắc nghẽn, tu vị khó có thể tăng tiến nhưng lại không có biểu hiện của triệu chứng trúng độc. Nhiếp Ly nói ra. Nghe được lời của Nhiếp Ly, trong lòng của Cố Lam khẽ động. Cùng Cố Bối nhìn nhau, Nhiếp Ly nói ra bệnh trạng xác thực cũng cùng cảm giác của nàng giống nhau như đúc. Vậy có cách nào giải trừ nó không? Cố Bối lo lắng bắt lấy hai cánh tay Nhiếp Ly hỏi. Người không cần phải gấp. Chị của người trúng độc không phải là ngày một ngày hai, chữa trị cũng không thể vội vàng. Trước khi tới ta có tưởng rằng chứng bệnh thông thường. Vậy ta có thể rất đơn giản mà trị liệu. Nhưng mà sau khi thấy bệnh trạng của tỷ tỷ ngươi, ta mới xác định bệnh của nàng là do trúng độc. Hơn nữa trúng độc là nào vô cùng lặng. Nhiếp Ly chậm ngâm nói. Nhiếp Ly, trong lòng Cố Bối dấy lên một chút hy vọng nhìn Nhiếp Ly rồi nói. Chỉ cần ngươi có thể trị được bệnh của tỷ tỷ ta, mặc kệ điều kiện gì chúng ta cũng đều đáp ứng. Cha mẹ huynh muội hai người Cố Lam cùng Cố Bối đều đã chết sớm. Tuy rằng thần là dòng chính, thiên phú xuất chúng, nhưng Cố Lam đột nhiên bị tê liệt, đánh mất quyền thừa kế. Trừ khi tu vị của Cố Bối có thể quật khởi mức thể một lần nữa, tư cách làm người thừa kế, Cố Bối ở trong mắt người ngoài vẫn là một tên công tử phóng đáng, ăn không ngồi rồi. Nhưng mà trên thực tế Cố Bối đang vô cùng cố gắng tu luyện, thiên phú không chút kém so với Cố Lam, tỷ tỷ của hắn. Ta là cần thông qua nhiệm vụ tới trả thủ lao, tự nhiên vẫn là một người khối kinh linh thạch. Nhiếp Ly cười lạnh một cái rồi nói, nhìn Cố Bối liếc mắt, nói cho đúng là các ngươi lê lải liệu có phải hay không là nơi an toàn. Nếu như kẻ đó biết ta có thể giúp đỡ tỷ tỷ ngươi giải độc, có thể hay không tìm biện pháp khác ám toán tỷ tỷ ngươi. Tiên sinh, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cố Lam đã minh bạch lỗi băn khoăn trong lòng Nhiếp Ly nói. Trải qua chuyện lần này, chúng ta đã biết, coi như là mình trong tại gia tộc, cũng có người muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Nếu như tiên sinh thực có thể giải được chất độc trên cơ thể ta, chúng ta sẽ giấu giếm hết thảy. Theo ý của ngươi, ta vẫn như cũ là một phế nhân. Tuy rằng tuổi Nhiếp Ly còn nhỏ hơn Cố Bối một ít, nhưng xưng hô với một vị y sư như tiên sinh cũng không có chỗ nào không ổn. Nghe được lời Cố Lam, Nhiếp Ly gật đầu. Cố Lam quả là người thông minh. Chất độc trên người người ít nhất cũng đã 3 năm. Nếu như ta cho người liều thuốc có mạnh, chỉ sợ thiên mạch không cách nào thừa nhận nổi. Ta tạm thời cho người một toa thuốc, người trước tiên phục dụng nó, cùng độc tố chậm rãi hòa giải trước, sau đó mới tiến hành trị liệu hoàn toàn. Nhiếp Ly nói ra, từ trong không gian dưới chỉ lấy ra giấy bút, viết một cái toa thuốc đưa cho Cố Bối. Cố Bối chứng kiến phương thuốc này, lập tức coi như là vật chí bảo nói, ta đi lấy thuốc ngay bây giờ a. Cố Lam bị bệnh lâu năm, trong biệt viện nghiễm nhiên có sẵn một ít hiệu thuốc, bất cứ loại nào đa phần đều có trong đó. Cố Bối lập tức chạy tới lấy thuốc. Lục Hiếu thấp giọng hỏi thăm Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, người có mấy thành nắm chắc? Đã biết rõ nguyên nhân bệnh chứng ở đâu, tự nhiên nắm chắc 10 phần. Nhiếp Ly nói, ngẩng đầu với Cố Lam một tiếng. Cố Lam không sai biệt lắm, bộ dáng chỉ khoảng mười mấy tuổi. Nếu như không phải bị bệnh lâu năm, sắc mặt tái nhợt, cũng tuyệt đối là một mỹ nữ. Bất quá Nhiếp Ly đối với Cố Lam vẹn vẹn là hơi mang theo mấy phần thưởng thức mà thôi, chứ không có ý nghĩ gì khác. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Cố Lam nói chuyện luôn không nhanh không chậm, làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như là gió mát thoáng nhẹ qua. Đây hẳn là một loại lữ tư vô cùng dịu dàng. Cố tiểu thư khách khí, ta chỉ là nhận thức ủy thác của ngươi, nên cũng phải hết lòng mà thực hiện chúc chắc của mình mà thôi. Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói. Cố Lam nhẹ gật đầu, bầu không khí hơi có chút trầm mặc. Không biết từ nhỏ người lớn lên ở đâu. Cố Lam suy nghĩ một chút, tìm đề tài nói. Tiểu linh lung thế giới. Nhiếp Ly nói ra. À, tiểu nguyên lai là tiểu linh lung thế giới. Cố Lam thành âm có chút kinh ngạc nói. Ta thời kỳ thời thơ ấu cũng có một vị lão sư đến từ tiểu linh lung thế giới. Trong lòng Nhiếp Ly có chút động, hỏi tiếp, không biết sư phụ Cố Lam tiểu thư tên là gì? Vị sư phụ trước của ta từ trước đến nay không dùng tên thật xuất quỷ nhập thần,
Ta cũng không biết hắn đi nơi nào, khi nào xuất hiện. Cố Lam cười khổ lắc đầu. Vị sư phụ kia của ta đã 5 năm chưa từng hiện thân. Bằng không mà nói, ta cũng không rơi vào tình cảnh như vậy. Ta chỉ biết vị sư phụ kia của ta đã tới công tham tạo hóa, đã liền vũ tông cảnh ngũ trọng. Thiên cường giả cũng không phải đối thủ. Không biết sư phụ Cố Lam là ai mà tới từ tiểu linh lung thế giới có được thực lực kinh người như vậy. Nhấp Ly tràn ngập tò mò. Nhưng mà đã liền Cố Lam cũng không biết sư phụ của làng tiên gì, vậy cũng không có biện pháp rồi. Nhấp Ly cùng Cố Lam ngồi dưới gốc cây mà trò chuyện. Chớp mắt thời gian dần qua, Cố Bối đã cầm lấy một chén thuốc chạy tới. Đây là thuốc ta mới lũ xong, tỷ tỷ mau uống đi. Cố Bối đem cái chén thuốc kia đưa cho Cố Lam. Cố Lam nhẹ gật đầu, trong tay của Cố Bối tiếp nhận chén thuốc, cúi đầu uống, làm tư thái thong dong. Tại thời điểm nàng uống thuốc cũng là vô số bình tĩnh và ưu nhã. Sau khi uống xong chén thuốc, Cố Lam khẽ nhíu mày một cái, làm nhắm mắt lại, tựa hồ cảm ứng cơ thể linh hồn hại đang dần biến hóa. Cố Bối có chút khẩn trương mà nhìn Cố Lam, đã liền Lục Phiêu cũng là nhìn không chuyển mắt, chỉ có Nhấp Ly lộ ra thập phần lạnh nhạt. Sau một lát, Cố Lam mở mắt nhìn hướng Nhấp Ly nói, chén thuốc này quả thật có thể giảm bớt bên trong tình trạng cơ thể của ta. Ta thật cảm thấy một tia thiên mạch đã có chút biến hóa. Đà tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ. Cái vẻ mặt lạnh nhạt kia của nàng cũng không nhịn được mà đã hiện lên một tia động dung. Nàng không nghĩ tới vừa mới phục dụng chén thuốc mà đã có hiệu quả nhanh như vậy. Có bệnh có thể trị, Cố Lam tiểu thư không cần gì tốt hơn. Nhấp Ly mỉm cười gật đầu. Cố Lam tiểu thư đưa dựa theo cái toa thuốc này trước uống một tháng, rồi sau đó cứ một tháng ta sẽ đổi một cái toa thuốc, đảm bảo bệnh của Cố Lam tiểu thư sẽ giải trừ hoàn toàn. Cố Bối kích động cực kỳ, hắn không nghĩ tới thuốc của Nhấp Ly rõ ràng thực sự có tác dụng. Chỉ cần có thể chữa cho bệnh tỷ tỷ, dù là hắn trả giá hết thảy hắn cũng nguyện ý. Nhấp Ly, đây là thù lao trị liệu của chị ta. Về sau nếu như có việc gì cần giúp đỡ, người cứ việc nói, chỉ cần việc đó ta có thể làm là được. Cố Bối vỗ vỗ ngực nói, đưa cho Nhấp Ly một cái không gian giới chỉ chữa linh thạch. Nhấp Ly nhìn lướt qua, trong không gian giới chỉ khoảng chừng 1.500 khối linh thạch. Không thể không nói Cố Bối thật đúng là có tiền. Cố Bối tỷ đệ dù sao cũng là Cố thị dòng chính, dù sao không quyền thừa kế, mỗi tháng từ bên kia gia tộc phân phối linh thạch cùng người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bất quá 1.500 khối linh thạch này cũng là tất cả tài sản của Cố Bối. Dù sao linh thạch cũng phi thường khan hiếm, Cố Bối mỗi lần tu luyện hắn tiêu hao không ít linh thạch. Các người bàn bố cáo nhiệm vụ cũng vẻn vẹn trả thù lao 1.000 linh thạch mà thôi. Ta còn không có chữa tốt bệnh của tỷ tỷ ngươi, trước thu 500 linh thạch là đủ. Đợi chữa xong tốt bệnh của tỷ tỷ ngươi, các người đem số linh thạch còn lại cho ta sau là được. Nhấp Ly từ trong không gian giới chỉ lấy 500 khối linh thạch, sau đó đem không gian giới chỉ lém trả Cố Bối. Cố Bối tiếp được không gian giới chỉ, nhìn với Nhấp Ly, ánh mắt hắn toát lên một tia cảm kích ân tình. Ân tình của Nhấp Ly thật là không gì báo đáp. Nhấp Ly, Lục Phiêu, hai người các ngươi sau này là huynh đệ của ta. Cố Bối nhìn về phía Nhấp Ly, Lục Phiêu hai người rất nghiêm túc nói. Ai, nguyên lai tiểu tử người lúc trước còn không đem ta làm huynh đệ à? Lục Phiêu không khỏi ở một bên căm giận nói. Ta không phải là cái ý tứ này. Cố Bối vội vàng quát tay giải thích nói. Nhìn ba thiếu liên sang sảng cười, trên mặt của Cố Lam cũng không khỏi lở một nụ cười. Nàng đã hồi lâu không có vui vẻ như vậy. Nàng vẫn cho rằng bệnh của chính mình không cách nào chữa được, cho nên dần dần đem nội tâm phong bế lại. Cho tới hôm nay, nhân sinh của nàng lại thấy một tia ánh sáng rạng đông. Cố Bối, người trước tiên chiếu cố tỉ tỉ, chúng ta đi về trước. Về sau khi ăn uống nhớ chú ý một chút. Nhấp Ly giống như là có thâm ý nói. Trong lòng Cố Bối dùng mình nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Có thể thần không biết quỷ không hay, tại thức ăn của Cố Lam hạ độc, người kia rất có thể chính là người bên cạnh bọn họ. Nhấp Ly cùng Lục Phiêu, Cố Bối, Cố Lam hai người tạm biệt, đi ra phía ngoài. Nhìn xem Nhấp Ly cùng Lục Phiêu ly khai, Cố Lam nhìn hướng Cố Bối nói. Tiểu đệ, người là tại sao biết hai người bọn họ? Bọn họ đều là đệ tử của lớp thiên tài của đệ. Đều là thiên tài có được thiên linh căn, nhất là Nhiếp Ly đã đến thiên linh căn bát phẩm. Cố Bối nói, chúng ta cũng mới quen mà thôi,
Bất quá không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng có thực lực như vậy. Về mặt y đạo, quả thực là vô cùng cao minh. Trước kia toàn bộ y sư tới đây đều là hoàn toàn chuẩn đoán không ra bệnh tình tỉ tỉ. Còn hắn mới nhìn thoáng qua đã biết, thật là lợi hại. Thiên Ninh căn bát phẩm, trong mắt Cố Lam hiện lên cái ánh sáng khác thường. Không có nghĩ tới thiên phú Nhiếp Ly rõ ràng đến trình độ kinh người như vậy. Về mặt y đạo có lĩnh ngộ sâu như thế, lại có thiên phú kinh người, tương lai Nhiếp Ly không biết sẽ đạt đến trình độ nào. Nhiếp Ly bọn hắn tặng cho người nhiều linh thạch như vậy, ngươi vì cái gì không thu? Lục Phiêu vừa đi một bên nghi ngờ hỏi. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Người quân tử chỉ mến người tài, không bị ràng buộc bởi tiền tài mới là chính nhân. Cố bối, tỉ tỉ hắn tình cảm thầm hậu. Những cái linh thạch kia đoán chừng là toàn bộ tài sản của hắn. 500 khối linh thạch đã quá đủ cho chúng ta dùng một đoạn thời gian, không cần đem linh thạch của hắn toàn bộ lấy sạch. Nhiếp Ly cười nhạt một cái nói, lúc trước sở dĩ hắn cầm của Tiêu Ngữ 500 khối linh thạch là bởi vì không để cho Tiêu Ngữ cầm 5 cái khối linh thạch là để Tiêu Ngữ không quá tưởng nhớ nhân tình mình. Còn lần này cầm linh thạch của cố bối, tức là vì muốn tạo mối quan hệ với cố bối. Tỷ tỷ của cố bối cùng hắn tương lai đều là siêu cấp cường giả, hiện tại tạo quan hệ đối với bọn họ tuyệt đối so với những cái linh thạch kia giá trị hơn nhiều lần. À, Lục Phiêu mơ hồ có điểm minh bạch. Hắn cảm giác cố bối cùng Cố Lam hai người làm việc không tệ. Nếu như đem linh thạch của bọn hắn tất cả lấy sạch sẽ, xác thực có chút quá phận. Thứ linh thạch này vô cùng khan hiếm. Một cái thiên ninh căn đệ tử mỗi tháng chỉ có được phân phối 5 khối linh thạch mà thôi. Nhấp Ly chẳng qua nhìn người đoán bệnh, rõ ràng kiếm được 500 khối linh thạch. 500 khối linh thạch này đủ để bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian rồi. Chương 275: Linh hồn lạc ấn. Nhấp Ly chia cho Lục Phiêu 100 khối linh thạch. Cùng lúc hai người tiến về biệt viện của Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ liền ngẩng đầu nhìn Nhấp Ly cùng Lục Phiêu cau mày nói, các người đi đâu vậy? Sau khi ta trở về không thấy các người, không biết rốt cuộc các người đi đâu nên ta đang tính tìm các người đây. Vẻ mặt ân cần lo lắng của Tiêu Ngữ làm Nhấp Ly có chút cảm động. Dù sao hắn cùng Tiêu Ngữ cũng xem như là bèo lướt gặp nhau, Tiêu Ngữ đối với bọn họ xem như là tận tâm tận lực rồi. Trong khoảng thời gian này, Nhấp Ly đối với Tiêu Ngữ dần có chút thay đổi, cảm thấy Tiêu Ngữ làm người tương đối tốt, đáng để cho hắn kết giao bằng hữu. Tuy rằng hơi lẻo lạ một chút nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Chúng ta vừa ra ngoài dạo một vòng, kiếm được rất nhiều linh thạch đem về, chỗ này cho ngươi a. Nhấp Ly chìa một túi linh thạch ném cho Tiêu Ngữ. Sau khi Tiêu Ngữ tiếp nhận linh thạch khá là sửng sốt, túi linh thạch này khoảng chừng làm 60 khối. Rốt cuộc các người đào đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Cái này ta không thể nhận. Tiêu Ngữ vội vàng lắc đầu. Chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng kiếm về 500 khối linh thạch. Tất cả mọi người đều là hảo huynh đệ, khách khí làm gì? Lục Phiêu cười hắc hắc nói. Đều muốn giống với cố bối, ôm lấy vai của Tiêu Ngữ, bất quá bị Tiêu Ngữ bất động thanh sắc rất nhanh lẽ được. Trong lòng Tiêu Ngữ khiếp sợ cực kỳ. Hắn không thể tưởng tượng được Nhấp Ly rốt cuộc là dùng phương pháp gì. Thoáng cái đã kiếm được 500 khối linh thạch. Nhưng hắn vẫn kiên quyết lắc đầu nói, ta không thể nhận số linh thạch này, trả lại cho các ngươi a. Nói xong hắn liền đem túi linh thạch ném trả Nhấp Ly. Nhấp Ly vội lắm chặt lấy tay của Tiêu Ngữ, đem túi linh thạch này nhét trở lại trong tay Tiêu Ngữ, trịnh trọng nói, khi chúng ta tới đây, người cho chúng ta 2 khối linh thạch, chúng ta đều không có cự tuyệt. Hiện tại chúng ta kiếm được nhiều linh thạch như vậy, chia cho người một ít. Nếu như người cự tuyệt, vậy chính là coi chúng ta không phải bằng hữu ngươi. Hai chuyện này không giống nhau, ta chỉ là tặng cho các ngươi 2 khối linh thạch mà thôi, giờ các người cho ta nhiều như vậy. Tiêu Ngữ vội vàng rụt tay trở về, dáng vẻ có chút lúng túng. Thế nào là không giống nhau? Lông mì của Nhiếp Ly khẽ nhướng lên nói, người chỉ có 10+ khối linh thạch, nguyện ý phân cho chúng ta 2 khối, vậy bây giờ chúng ta có 500 khối, phân cho người một phần nhỏ cũng là phim bình thường, không có gì khác nhau cả. Huống chi chúng ta còn ở chỗ ngươi, nếu như người nhất quyết không nhận, vậy hai chúng ta lập tức chuyển đi. Tiêu Ngữ vội vàng suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, vậy được rồi, ta nhận. Tốt, vậy chúng ta đi tu luyện đây, có chuyện gì thì cứ gọi chúng ta. Nhấp Ly cười cười, không đợi Tiêu Ngữ nói liền đi về phòng. Nhìn bóng Nhấp Ly, Tiêu Ngữ há hốc mồm muốn nói điều gì nhưng bèn luốt ngược trở lại, cúi đầu nhìn túi linh thạch trong tay. Lần trước Nhấp Ly giúp hắn trị liệu,
hắn chỉ lấy có 5 khối linh thạch. Lúc này mới qua một ngày, Nhiếp Ly liền đưa cho hắn nhiều linh thạch như vậy, hiện giờ hắn không biết nên nói gì cho phải. Lục Phiêu cười cười tiêu ngỡ một tiếng rồi cũng trở về phòng mình. Sau khi Nhiếp Ly trở lại phòng, hiện tại hắn có rất nhiều linh thạch, có thể mau chóng nâng cao thực lực bản thân. Nhiếp Ly đem cái túi chứa kim đạn đặt trên mặt đất. Vũ Diễm Nữ Thần trong ống tay áo của Nhiếp Ly bay ra. Trong khoảng thời gian này, làng một mực trốn trong tay áo Nhiếp Ly tu luyện. Làng cảm giác được Nhiếp Ly trên thân tản mát ra khí thức tu luyện, đối với làng có thập phần hữu ích. Tại trong tay áo Nhiếp Ly tu luyện, thiên đạo chi lực tốc độ so với tu luyện bên ngoài không chỉ là nhanh gấp mấy lần, cho nên nàng một mực trốn trong tay áo Nhiếp Ly không chịu chui ra. Vũ Diễm tỷ tỷ, những khối linh thạch này tặng cho tỷ tu luyện a. Nhiếp Ly đưa cho Vũ Diễm Nữ Thần một cái túi chứa đầy linh thạch, khẽ cười. Nhiếp Ly cảm ơn đệ, ta biết rõ những khối linh thạch này vô cùng chân quý. Vũ Diễm Nữ Thần nhìn về phía Nhiếp Ly tràn đầy cảm kích nói. Từ khi nàng đi theo Nhiếp Ly tới giờ, nàng phát hiện con người Nhiếp Ly đối với những người bên cạnh là phi thường tốt, là một người vô cùng đáng tin cậy. Vũ Diễm tỷ tỷ khách khí rồi, tỷ cũng thế đấy, chúng ta chỉ thoáng cái đi chữa bệnh cho một người có thể nhận được 500 khối linh thạch, về sau có thể cho người nhiều hơn nữa a. Khẳng định có thể có nhiều hơn linh thạch nữa, từng đó linh thạch thấm vào đâu. Nhiếp Ly cười nói. Nhìn nụ cười sáng lạn của Nhiếp Ly, nội tâm Vũ Diễm không khỏi có chút cảm động. Sống nhiều năm như vậy, Nhiếp Ly chính là người đầu tiên tốt với làng như vậy. Vũ Liễm Lữ Thần đến trên vai Nhiếp Ly, tại trên mặt Nhiếp Ly hôn một cái nói. Bất kể lý do là gì, đây là món quà cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta chỉ sợ rằng có bị phong ấn ở trong Hắc Tuyền lâu dài. Được Vũ Diễm Lữ Thần hôn một cái, lại ngửi thấy cái mùi thoang thoảng bên người Vũ Diễm, Nhiếp Ly giật mình sửng sốt một chút. Từ sau những chuyện xảy ra trong Hắc Viêm Chi Tháp, Nhiếp Ly cảm giác Vũ Diễm Nữ Thần không giống trước kia. Bất quá bây giờ Vũ Diễm Nữ Thần so với trước kia ôn nhu hơn nhiều, càng là toát ra một chút tình cảm giống như thiếu nữ bình thường. Nhiếp Ly cười nói, Vũ Diễm tỷ tỷ, ta tu luyện trước. Nhiếp Ly xuất ra một khối linh thạch, bắt đầu hấp thu thiên đạo chi lực bên trong. Một cỗ lực lượng từ linh thạch bị lấy ra ngoài, sau đó bị luyện hóa tiến trong linh hồn hải. Vũ Diễm Nữ Thần ngồi trên vai Nhiếp Ly, trong đôi mắt nàng lóe ra thần sắc phức tạp, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, khuôn mặt hiện lên một mảng ửng đỏ. Thời khắc này, nàng mặc trên người một bộ váy tơ dài, lộ ra cặp đùi trắng nõn thon dài và thẳng, tản ra vô hạn phong tình. Phần trên của áo khá trễ, thoáng qua có thể nhìn thấy cái rãnh sâu, cái khe vực chết người, kèm theo hai cái lúi đôi vô cùng đồ sộ và đầy đặn. Váy của nàng mỏng đến mức hoàn toàn không che lấp được hình ảnh phía trên hai ngọn núi ấy, có hai cái lụ hoa chưa lở, vô cùng hồng hào tế mị, có sức hút đủ để thịt bất kỳ một ai nhìn vô nó. Chứng kiến Nhiếp Ly tấn nhập trạng thái tiềm tu, làng cũng bay tới trên khối linh thạch kia, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, thiên đạo chi lực trên một khối linh thạch bị Nhiếp Ly hấp thu không còn sót. Nhưng mà nhiều thiên đạo chi lực như vậy, sau khi tiến vào đan điền thì một điểm phản ứng đều không có. Bất đắc dĩ, Nhiếp Ly chỉ có thể xuất ra khối linh thạch thứ hai tiếp tục hấp thu khối 3, khối 4. Một mục hấp thu 10 khối linh thạch, nhiều linh thạch như vậy sau khi hấp thu trong linh hồn hải cũng không tạo lên nổi một chút gợn sóng. Ngược lại, cái dây leo kia sau khi được thiên đạo chi lực tẩm bổ bắt đầu phát triển rất nhanh. Cái nụ hoa chớm lở kia dần dần đẹp lộng lẫy người. Đoán chừng là do thiên đạo chi lực kích thích cái dây leo này. Cái dây leo này bắt đầu không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực. Sau khi dây leo hấp thu xong, Nhiếp Ly cảm giác tu vị chính mình mới tăng lên một chút mà thôi. Hắn không khỏi cười khổ một cái. Nguyên bản còn tưởng rằng 200-300 khối linh thạch đủ để mình tu luyện trong một khoảng thời gian, dựa theo tốc độ tiêu hao này chẳng mấy chốc mà hết. Mặc dù không biết trong cơ thể dây leo kia đến tuột cùng là cái chứa gì, nhưng mà Nhiếp Ly cảm giác được dây leo này thuộc về một phần thân thể của hắn. Nếu như được tẩm bổ mà lớn lên, đối với hắn tự nhiên tu luyện kính chính là cực kỳ hữu ích. Nhiếp Ly tiếp tục hấp thu thiên đạo chi lực trên những viên linh thạch khác. 20 khối, 30 khối. Nhiếp Ly tiêu hao linh thạch càng ngày càng nhiều. Theo việc hấp thu càng ngày càng nhiều thiên đạo chi lực, tu vị Nhiếp Ly rốt cuộc cũng có một bước tăng vọt về chất. Nếu như dựa theo cấp bậc của truyền kỳ cảnh, Nhiếp Ly đã là truyền kỳ 4 sao, lập tức rất nhanh đạt tới 5 sao.
khoảng cách thiên mệnh cảnh càng lúc càng gần, Nhiếp Ly vô cùng vội vã. Một khi tới thiên mệnh cảnh, vậy thì cấp độ tu luyện thực là hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ cảm giác được cái gì, chính trong cơn ngủ say Kim Đạn tỉnh dậy, nó phát hiện từng khối linh thạch bị hấp thu hết ở đầy trên mặt đất. Hai mắt nó lập tức sáng ra, gặp một khối linh thạch, sau đó bắt đầu rốp rốp mà ăn ngấu nghiến. Sau một thời gian dài tu luyện, Nhiếp Ly không dám hấp thu quá nhiều thiên đạo chi lực. Sau khi hắn ngừng luyện xong, thời điểm mở mắt phát hiện Kim Đạn đem đống linh thạch bị hấp thu hết thiên đạo chi lực trên mặt đất ăn hơn phân nửa. Trên mặt đất khắp nơi các mảnh vụn rơi toán loạn. Kim Đạn ôm cái bụng tròn vo mà lăn qua lăn lại trên mặt đất, trên mặt nó hiện ra vẻ thỏa mãn. Sao hỏa này đến đá vụn cũng không tha. Nhiếp Ly đối với Kim Đạn có chút bó tay, suy nghĩ một chút đưa ra một viên chưa có bị hấp thu thiên đạo chi lực ném cho Kim Đạn. Viên linh thạch kia lăn tới bên cạnh Kim Đạn, hai mắt Kim Đạn lập tức sáng lên, nhanh chóng lăn lăn lộn lộn, ôm chặt viên linh thạch kia giống như đang ôm báu vật, sợ người khác cướp mất khối linh thạch. Sau đó liền cầm mấy cái viên linh thạch kiện điên cuồng mà gặm, crop crop, chớp mắt thời gian một viên linh thạch đã bị nó hoàn toàn ăn hết, một mảnh vụn cũng không còn thừa. Kim Đạn lập tức đối với cái linh thạch vứt đi không còn hứng thú, mắt long lanh nhìn Nhiếp Ly. Gia hỏa này đúng là rất biết hàng a, biết rõ viên này không có bị hấp thu thiên đạo chi lực mới thực sự là đồ tốt, thoáng cái không thèm để ý các viên linh thạch bị hấp thu hết thiên đạo chi lực kia nữa. Nhiếp Ly lắc đầu nói, chỗ linh thạch này của ta số lượng không nhiều, chỉ có thể cho người ăn một viên, người nếu muốn ăn tiếp thì phải nghe lời ta mới được. Nghe được lời Nhiếp Ly, Kim Đạn lập tức tựa như gà mổ thóc gật đầu lia lịa. Gia hỏa này thật dễ bị lừa gạt a, lúc trước hắn muốn đồng hóa khí tức trên người Kim Đạn, nhưng khí tức người Kim Đạn tựa hồ kháng cự, khiến Nhiếp Ly không có cách nào làm được. Nhiếp Ly lần nữa đem Kim Đạn bế lên, sau đó đem từng tia thiên đạo chi lực rót trong cơ thể Kim Đạn. Nhiếp Ly lần nữa bắt đầu đồng hóa khí tức của Kim Đạn. Lúc này Nhiếp Ly phát hiện Kim Đạn không còn kháng cự như trước, chậm rãi dùng thiên đạo chi lực tiến vào thân thể Kim Đạn. Nhiếp Ly phát hiện thân thể của Kim Đạn, cái kia huyết mạch cuồng bạo ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Cỗ lực lượng này thật không có cách nào tưởng tượng nổi. Cỗ lực lượng này tuyệt đối so với thiên lân yêu thú còn cường đại hơn. Trong lòng Nhiếp Ly khiếp sợ không thôi. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sau khi Kim Đạn lớn lên sẽ đạt đến cái trình độ gì. Nhiếp Ly đem từng điểm linh hồn chính mình lạc ấn đánh tiến vào trong cơ thể Kim Đạn. Cảm giác linh hồn Kim Đạn cùng chính mình liên hệ cũng từng bước trở nên mạnh hơn. Ngay khi Nhiếp Ly chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, trong cơ thể Kim Đạn bèn xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại đem hắn bắn ngược trở lại, làm linh hồn hải của Nhiếp Ly chấn động một chút. Xem ra vẫn không thể quá gấp gáp, có một điểm tiến bộ thôi cũng là vô cùng tốt. Muốn hoàn toàn lạc ấn linh hồn hải của Kim Đạn, để cho Kim Đạn hoàn toàn trở thành linh thú của mình thì phải từ từ mới được.